Nếu bạn đang đau đầu về việc chọn sữa cho con, hãy xem hết video này. Trước nhu cầu sử dụng sữa bột ngày một tăng cao, kèm theo đó là sự xuất hiện của vô vàn những loại sữa khác nhau, từ sữa nội đến sữa ngoại, sữa nhập khẩu đến sữa sách tay. Thủy là một dược sĩ và cũng là một người mẹ khá kỹ tính trong việc chọn sữa cho con. Và khi biết đến sữa Mom Kids, được thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm và khuyên các mẹ hãy cho con bổ sung thêm sữa Mom Kids mỗi ngày để con tăng cân đều, ổn định, tốt cho đường ruột, hạn chế táo bón, tăng sức đề kháng và giảm ốm vặt. Đặc biệt là sữa Mom Kids có năng lượng cao 272 kcal cho một ly sữa 225ml. Bên cạnh đó, Mom Kids còn được bổ sung thêm các chất dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ biếng ăn, nhẹ cân như bổ sung yến xào. Đây là thực phẩm vô cùng bổ dưỡng đến từ thiên nhiên. Bổ sung HMO và sữa non giúp tăng cường hệ miễn dịch và kháng thể khỏe mạnh. Bổ sung DHA giúp bé phát triển trí não một cách tối ưu nhất. Bộ ba canxi nano MK7 và D3 là bộ ba đồng hành giúp hệ xương răng chắc khỏe cho bé và một chiều cao lý tưởng. Cùng với trên 30 thành phần vitamin và khoáng chất, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng cho cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối. Mom Kids, khởi đầu dinh dưỡng cho con yêu của mẹ.